Vào ngày Chủ nhật cuối tuần qua, Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montreal đã tổ chức hội chợ Tết Kỷ Hợi 2019. Địa điểm được chọn là Trung tâm Thể dục Thể thao Saint-Pierre-Charbonneau, rất thuận tiện để tổ chức hội chợ Tết. Một địa điểm rất rộng rãi, được chia làm hai phần khá riêng biệt. Bên ngoài, mọi người có thể ghé thăm nhiều gian hàng với nhiều sản phẩm được giới thiệu đến đồng hương. Cũng có rất nhiều món ăn ngon miệng để đồng hương có thể dùng trong suốt buổi hội chợ Tết ngày hôm nay. Phần chính của Trung tâm Thể dục Thể thao được ban tổ chức đặt sân khấu chính với rất nhiều họa tiết, trang trí, hình ảnh ngày lễ Tết Nguyên đán truyền thống Việt Nam. Trên sân khấu này sẽ diễn ra những nghi thức lễ Tết và những chương trình văn nghệ. Về phần đẹp nhạc cho chương trình văn nghệ, ban nhạc The Memories đảm trách suốt chương trình hội chợ Tết ngày hôm nay. Cũng như trong mọi buổi sinh hoạt cộng đồng, chương trình đã được bắt đầu bằng những nghi thức chào quốc kỳ Canada và Việt Nam. Các em hướng đạo đã phụ trách phần chào cờ một cách rất trang nghiêm. Sau phần chào quốc kỳ là những bài phát biểu của những vị quan khách quan trọng đang hiện diện trong buổi hội chợ Tết. Đây cũng là dịp mà những vị quan khách gửi đến đồng hương của chúng ta những thông điệp quan trọng liên quan đến cộng đồng Việt Nam và liên quan đến tình hình đồng bào tại quốc nội. Những chương trình văn nghệ cộng đồng đã được diễn ra suốt buổi hội chợ Tết. Đã có rất nhiều tiết mục văn nghệ cổ truyền được trình diễn bởi những nghệ nhân tại thành phố Montreal. Những phần trình diễn võ thuật với những thế võ cổ truyền của môn phái Sa Long Cương đã được trình diễn với nền nhạc hào hùng, gợi nhắc mọi người về lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Qua màn trình diễn, mọi người đã cảm nhận được niềm tự hào dân tộc của các em võ sinh của võ đường Sa Long Cương tại thành phố Montreal. Còn rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khác đã được trình bày xuyên suốt buổi hội chợ Tết Kỷ Hợi ngày hôm nay. Hội chợ Tết là một sinh hoạt văn hóa luôn được gìn giữ và phát triển bởi cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal từ những ngày mới định cư. Qua nhiều năm, sinh hoạt này không những đã giúp đồng bào chúng ta tụ họp lại để giữ gìn phong tục truyền thống, mà còn giúp cộng đồng chúng ta có dịp quảng bá văn hóa Việt Nam đến người bản xứ, để từ đó họ sẽ hiểu hơn về Tết Nguyên đán Việt Nam và hiểu hơn về cội nguồn của người Việt Nam tị nạn chúng ta. Phóng viên của VietTV Hoàng Anh Quốc tường thuật từ thành phố Montreal, Quebec, Canada.